Ok, 2 giờ sau bạn đã trở lại với Xin Hương Minh, Thành Dương Nghiêm bên đây. Và hôm nay mình sẽ trở lại với series GTA 5 Việt Hóa để hoàn thành 100% cốt truyện cho mọi người xem ha. Và ok, các bạn nhớ like, subscribe video này để các bạn kết series cốt truyện nha. Mình đã thực hiện yêu cầu của mọi người đây. Mọi người chỉ cần nói thích cốt truyện là anh Thành Trung của các bạn sẽ làm cốt truyện cho các bạn xem liền. Đó, mấy nay mình cũng ghi cốt truyện quá trời rồi mà series siêu xe cuốn quá các bạn ơi. Nên mình không thể làm cốt truyện được, nhưng hôm nay chúng ta quay lại thôi, làm cốt truyện tiếp nào. Đây có gì nè, để mình lại đây làm mấy cái vụ nhỏ nhỏ nha bạn. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành các nhiệm vụ chính hết rồi, chỉ còn lại những nhiệm vụ ngoại chuyện các bạn. Mình sẽ làm cho full 100% việc hóa luôn nha mọi người. Ok ha. Mà bây giờ đang tới nhiệm vụ của Chevo các bạn ơi. Đó, hôm nay các bạn có nhìn ra Chevo các bạn này, xuống xe cho các bạn xem nè. Chevo hôm nay ăn mặc lịch sự chứ kìa. Ôi, lịch sự các bạn. Quá lịch sự luôn bạn, quần quần tây, áo jean luôn các bạn, áo đó là áo khoác da bò luôn các bạn, lịch sự ghê không, cách chơi ghê chưa, vậy mới xứng đáng làm đàn anh chứ các bạn. Để coi coi hôm nay anh Chevo anh làm gì nha mọi người. Các bạn thích series GTA 5 bị khóa này không, nếu để thích thì để lại một like và subscribe để hội channel của mình nha. Nhớ các bạn ơi, mới vô video các bạn nhớ cài view cài sub giúp mình nha bạn, cài view cài comment. Ui, cài view cài comment nhiều nhiều nha mọi người. Ôi ôi, nhà giàu thiệt sự. Mới vô các bạn nhớ like comment thiệt nhiệt tình nha bạn, cho video nó được đề xuất lên YouTube các bạn, cho nó được nhiều view các bạn. Mới vô mà view được nhiều các bạn thì nó sẽ được đề xuất lên YouTube, cái video của mình sẽ được lên thịnh hành các bạn. Nên các bạn nhớ, mình mới đăng video các bạn tầm 1 tiếng đầu các bạn vô like comment nhiều thiệt nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Nhớ like comment thiệt nhiều. Mình sẽ trả lời hết các bạn ở comment 1 tiếng đầu nha mọi người. 1 tiếng đầu các bạn comment gì mình cũng sẽ ngồi mình trả lời hết. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đó, tập trước các bạn kêu mình mod con siêu xe F1 400 mã lực ha. Mình làm liền, mình up liền cho mọi người xem luôn á. Vậy đó. Ôi, anh game offline, anh online GTA 5 các bạn. Chắc anh vô anh cày Go La La nữa rồi. Đó, mình đang còn hay vui các bạn bên game offline qua nha. Nhớ like, subscribe, ủng hộ mình với game offline nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đó, chiếc xe này vô tình lập phương xe mà đã thật sự các bạn ơi. Ở đây là cái gì ta? Ở đây là cái gì có? Ôi, ăn chợ quần áo hả? Ok, mặt bên em đi ăn chợ quần áo trời. Có camera các bạn. Ồ, phá cửa rồi. Nghe quá. Trời ơi, phá cửa với tôi hả trời? Cái cửa đó mà phá với mình bạn. Cái gì vậy? What the fuck, anh cởi quần ra đi. Hours now. Một vòng có thôi. Ok bơi giọng của con rồi, hai đứa này làm gì trời? Nó làm cái gì đây? Chuẩn bị ấy nhau à? Nó bị cái gì? Ít lên địch nhau. Ồ, nó lên các bạn ơi. Trời ơi. Nếu nay mình chín chậm các bạn ơi. It is like I'm airbrushed, but I am not. How do you like me now, Chloe? I'm not kidding. Ôi, ăn chậm quần áo hả? Mình đứng đây mình hóng thôi chị chị bạn. Ôi, nó làm cái gì đây? Lụm đồ cái đi các bạn. Ê, không, từ. Nó lên tới các bạn ơi. Nó làm, hay nó, mày thích làm gì? Ôi, này mày nhìn mẹ. Tập kim dữ cái ta. You want me to dance for you, baby? Oh yeah, baby. Show me those back and dips for you. Trời ơi, oh my god. Day, girl. My glutes, they feel like granite. Ok, nó nhảy các bạn. Who the fuck are you? Ôi, nó thấy mình hả? Ai ai, lụm đồ. Né không được thôi. Té. Chụp đồ không được thôi. Ôi, hai chị bình tĩnh mày ơi. Bỏ không mang kìa. Nó đâu không mang thôi bạn ơi. Chạy bạn ơi, làm gì căng trời. Ây á, bỏ không mang thiệt các bạn. Mày chậm có bộ đồ các bạn. Ôi ơi, chậm bộ đồ làm căng các bạn. Đi chiếc xe màu hồng luôn, nó chừng mình hiểu năng là đúng các bạn. Ngồi thì chứ đi xe màu hồng luôn. Cái sửng gòn này à, cái... trời ơi, đổ 400 mã lực cái gì bạn ơi. Đi xe mình đang đổ 400 mã lực bạn ơi, dít mày dính ghế quá. 400 mã lực rồi. Đây, ghe lại. Đó. Kéo lên các bạn ơi, chạy tốc độ lên. Ôn. Bình tĩnh mà lĩnh em ơi.
Đó, làm sao bắt được tôi? Ủa mà mình chưa biết mình trộm bộ đồ đó làm gì vậy bạn? Đang chuẩn bị gình có hai ông bà làm gì thì mình mắc cứng thiệt chứ nó phát hiện cho mình các bạn. Biết vậy mình bay flycam mình coi các bạn cho sướng. À vô gình. Oh my god. Thanh niên mà che vô biến thái mà đi gình mà hai cặp vợ chồng mới cưới người ta làm chuyện ấy ấy không à. Người ta đang chuẩn bị ăn xúc xích các bạn. Ăn xúc xích chứ đá chứ cúp. Mình đùa chứ hai vợ chồng ta đang chuẩn bị gọi là sinh con đẻ cái thì mà mình xuất hiện đúng là mình dùng chiên quá rồi. This is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Ông đi ghê này nè, ông kêu mình đi ăn cắp quần áo bạn. Ông này fan cuồng, gọi là fan cuồng mấy diễn viên nè bạn. Nên quần áo gì là muốn ăn cắp về để trưng bày các bạn. Ăn cắp quần lót, áo lót luôn bạn. Ủa, thấy ghê chứ. Ông mẹ, ông bà già mà cũng biến thái các bạn. Tao nói có câu mà nhỏ cũng chơi già xinh tật các bạn là có thật. Đó, hai ông bà này điển hình đó các bạn. Nhỏ cũng chơi già xinh tật. Khổ thân thiệt chứ, hai ông bà loại này. À, sắp tới mình sắp dự định làm một cái series hành trình vlog các bạn ơi. Các bạn có ủng hộ không nào? Nếu ủng hộ thì để lại một like, subscribe các bạn. Một series làm những video về cuộc sống hàng ngày của mình, những cái vlog mà mình sẽ sáng tạo cho các bạn xem. Những nội dung cũng không hứa là hay nhưng mà cũng là vui cho các bạn fan mình. Các bạn yêu thích mình coi sẽ thấy vui nha. Còn bạn nào chưa yêu thích mình thì có thể coi là thấy cũng vui luôn. Nha, yeah, bởi vậy các bạn nhớ để lại một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Kênh mình sắp tới mình làm nhiều nội dung cho bạn xem mình đó. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình thôi. Để mỗi ngày mình mỗi sáng tạo nội dung cho bạn xem. Mình là một YouTuber mà. Một YouTuber mà ở nhà này của Michael các bạn ơi. Vô thoải mái. Nhầm nhòi ba đầu quỷ này. Chị báo mang luôn ba, giỡn hoài. Chạy xe vô đây báo mang luôn. Cùng lắm hay chạy ra thôi làm căng chứ. Xuống xe bạn ơi, xuống xe bạn ơi. Đi vô. Chạy xe vô đây báo công an mày ơi. Cướp cây gậy gòn của Mark Fosterball. Ok. Mình sẽ đi cướp cây gậy gòn của Fosterball các bạn ơi. Cướp cây gậy đánh gòn thôi mà. Trời ơi, nhà anh mua chục cây cũng được. Ông này chắc là diễn viên nổi tiếng các bạn ơi. Chắc là người nổi tiếng, chắc là idol với trẻ. Đâu? Cây gòn đâu? Đưa đây. Đến. Ồ, có bảo vệ, các bạn ơi. Bảo vệ các bạn, không phải đi vậy mà không có bảo vệ luôn. Ôi, ủa, người ta không có lại gần luôn á, vô duyên. Dạ, trời ơi, té nút luôn các bạn. À, đúng là làm chuyện mờ ám thì phát hiện rồi. Hãy bơi xuống nước mà tìm chỗ mà cướp cái gậy các bạn. Người nổi tiếng hả? Did I tell you I have a live-in golf coach at my place in Milan now? Thằng quỷ kia nhìn mình đó bạn ơi. Đánh gòn hả, mình bay, mình vô, mình xong quy cước luôn bạn, để mình cầm một cái dao vô. Cầm chưa có dao rồi, bật lắm. Hãy cho tôi con dao, hồ biến, hãy cho tôi một con dao. Đây các bạn ơi, mình chỉ cần một cây gậy ba ton thôi, mình có thể cân hết tụ này, các bạn tin mình không? Để gòn mình coi nha, mình tắt bắt tử các bạn ơi, đó. Một cây gậy ba ton thôi. Mình là Ngô Kinh nè các bạn ơi. Mình là một trong những chiến binh. Ê! Đâu mà! Nó có súng các bạn ơi! Nó có súng! Lăn! 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 Ê! Chơi gì ai chơi không má? Chơi gì ai ấy? Tụi bay! Trời ơi! Anh chơi cầm súng bắn bạn! Giỡn chơi hơi hoài ta! Chơi cầm súng bắn vậy! Trời ơi! Đừng giỡn! Đừng giỡn gì chứ! Trời ơi! Trốn thoát luôn bạn! Chơi lại bạn ơi! Trời ơi, má có súng các bạn ơi, tụi mày mày dơ. Chơi vậy rồi ấy. Mình có cái súng rồi, mình có cái súng nào xịn nhất ta, AK à? AK mình, ồ AK cũng cùi bắp vậy rồi. Ủa, lần này là tới một cây AK mà bà. Máy vệ sĩ đúng không? Vệ sĩ nè, vệ sĩ nè, vệ sĩ nè. Vệ sĩ nè, lục bánh nè, lục bánh nè. Đó, lấy cái gậy gòn. Đây. Cái gậy gòn đó mà làm gì găng. Rồi cắt đuôi cảnh sát bạn ơi. Thưởng gì dầm ba cái cảnh sát. Chạy xe con cắt đuôi cảnh sát cho bạn xem luôn nè. Đẳng cấp nó nằm ở đây các bạn ơi. Đó, chiếc xe con này tưởng như yếu rồi nhưng không phải đâu. Đẳng cấp đó các bạn. Đẳng cấp quý sưu tập người ta phải chạy xe này để ta trốn cảnh sát nè. Cảnh
thấy đang chốt ngoài kia đúng không? Chạy xe con ra trước cửa đi. Các bạn đợi coi coi nè, đó. Thấy không? Nó có cái đầu chạy trước cửa đúng không? Cái đầu mình lựa chiếc Lambo nào mạnh nhất, nó mình leo lên chạy. Cái chạy xe này tới năm ơi. Nhưng mà không các bạn ơi, đẳng cấp đó là vậy, cảnh sát tới trước cửa mà anh đã ngừng và bắt rồi đó bạn. Chưa kịp lên xe này đâu bạn, thấy ghê chưa, chạy xe con rồi chốt cảnh sát là có thật. Hay lắm các bạn ơi. I persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh, bravo! It will take pride of place on the wall above Jill von Krastenberg's pregnancy test. Speak to you soon. I love Americans. You're all so brash and uncomplicated. Look out! Okay, ha, xong nhiệm vụ luôn bạn ơi. Video Surrat Mask. Là xong. Ôi còn cái cục này ở đây đó bạn ơi. Còn cái gì đây đây, để dòng lại coi luôn bạn ơi. Ôi nôn. Không đổ. Ôi xe cũng mạnh lắm các bạn ơi. Nói chứ Lamborghini đời tống này cũng mạnh lắm bạn ơi. Đời tống ơi. Đó có điều phanh hơi dởm các bạn. Đó tăng tốc thì cũng nhanh các bạn, mà ở phanh nó hơi yếu. Phanh nó phanh đời tống các bạn ơi. Gọi gì má? Kêu gì má ơi? Chết đường mấy má ơi. Tới chỗ Kendry, Kendry là thế nào? À Kendry, ô oh, Kendry ơi. Kendry là con chó này hả? Ôi củi heo Daisy bạn ơi. Chó này là ai đây? Trời ơi, nhiệm vụ này mình có nhớ mình có đi bắt chó bao giờ đâu bạn. Nay mày bật dưới ta thì giậm chó luôn. Thì lại bạn ơi. Hãy quay xe em ơi. Trời ơi, chưa quay xe đó hả? Dừng lại bạn ơi. Dừng lại. Ôi bạn này mày nhây với ta. Trời cắn chết ngược kìa. Dừng lại bạn ơi. Ê á, chết rồi. Bị thương cũng được bạn ơi. À, con chó này gì ta? Dừng lại bạn ơi. Dừng lại bạn ơi. Bạn chạy luôn bạn ơi. Giỡn qua bạn. Dừng lại đi bạn ơi. À mình biết bạn chạy ở đây rồi, mình sẽ cua góc này. Đó, xe đụng mình nha bạn ơi. Ôi, con chó này, con quỷ chó này bạn ơi. Ôi, chạy. Xe. Trời con chó bị đen bạn ơi. Holy shit các bạn, chó bị xe đụng nhẹo chết bạn. Chú chó thật là dũng cảm bạn ơi. Chó bị xe tông mặc sự. Rồi cùng đường rồi bạn ơi, bình tĩnh mấy ơi. Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Ê sửa gì bạn? Mày sửa gì bạn ơi? Tỉnh đi mày ơi. Cưng cái ơi. Hả? Anh xích anh em về nhà luôn. Ồ gửi xích ra luôn mày ơi. Mày bây giờ mày đã được tự do rồi em ơi. Tự do rồi con trai. Em đã được tự do, em hiểu chưa? Em hiểu chưa? Đó, chắc chưa hiểu lắm mày ơi. Đó. Thôi. Ok luôn, không hiểu luôn mày ơi. À mình lấy được cái xích của con chó của nữ diễn viên nổi tiếng mày ơi. Ok luôn. Alo alo. Xong luôn mày ơi, xong vụ luôn rồi. Alo alo, vừa khô lên giá. Ai có giá thì bán vừa khô nha mọi người. Đó. Xuống nhẹ các bạn ơi. Xuống nhẹ cái lady ơi, lady ơi. Rồi tới nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ gì đây? Con số gì đây bạn ơi? Có nhiệm vụ M nè. M nhiệm vụ M bạn ơi. Ok, chúng ta đi làm nhiệm vụ M nha mọi người. Tập này mình sẽ làm hết mấy nhiệm vụ của thằng Cowboy mọi người. Sẵn tiện lấy mấy con siêu xe đi vợt luôn mọi người. Chạy cho nó quen tay các bạn. À, lấy nhẹ con siêu xe nào đây các bạn? Đương nhiên là con đang hot đây. Bây giờ các bạn, con idol ở đi F1 cho lẹ. Đó các bạn, fan của mình mà mê chiếc F1 lắm. Cuồng luôn á mọi người. Các bạn thích chiếc xe nào thì comment tên chiếc xe đó lại. Mình sẽ boss cho bạn xe nào cũng được, miễn xe nó có tên, có tuổi là mình boss được nha bạn. Chứ đừng có chiếc xe mà các bạn tưởng tượng ra nha bạn. Các bạn, có nhiều bạn comment kêu mình boss chiếc xe lôi vô thì ok, mình cũng muốn boss nữa các bạn. Mà không có chiếc xe lôi để boss các bạn ơi. Khổ ở chỗ đó đó. Có xe lôi rồi tôi cũng boss cho các bạn coi rồi. Đó, tăng tốc nè, ôi ôi, giật giật luôn không bạn? Nhỏ giật giật luôn á, vẫn chơi thôi. Chạy xe giật giật, cái giật cái chọt. Chạy giật cái chọt, cái nhóc nhóc. Ủa,
Chúng kia chạy phải nhóng nhóng. Ôi à, ý à. Nốt nốt. Đó, hãy ghê được đèo IP mọi người, mới 100 mã lực rồi đó. Xe này mới đúng công sức thật nè. Ngoài đời thì tay đua lái vậy không bạn? Mình cũng lái cỡ tay đua á. Trình độ cũng cỡ tay đua với bạn đùa. Tay đua mà lái mày quẹt xe bạn ơi. Chiều làm mới lắp cho bạn xe mới được. Yeah. Nhẹm tí rồi, nhắc đèo rồi. Ấy á, ui ui ui. Vẫn chơi hoài. Đâu có được. Đâu có được đâu các bạn ơi. Mày muốn như tao mà đâu có được. Đôn. Đôn. Ê à, ê à. Ôi ơi. Mày không thấy sao đang chạy tới sao? Hứa này. Chạy những gì các bạn ơi. Ê à, à. Nó đụng mình các bạn ơi. Xe tông mà quả tới hiện sự luôn. Chạy nhanh nhanh các bạn. Ê à. Thêm đứa các bạn. Đụng này nó thử độ cứng với xe mình bạn ơi. Xe mình nguyên cản carbon mà nó dám đỡ được xe mình. Ôi chạy đi gần dọc lại các bạn. Mấy con nhỏ này là để nói cho bạn nghe nè, nó chạy đường này đúng không, giống như là đáng lẽ nó đi tới đây các bạn là nó phải đi hẳn nha, mà đi tới đây nè nó mới nhớ đường, là nó rẽ phải qua, nó lái xe ngáo nè, mấy con mẹ bán răng cho phụ nữ là tội ác nè. Mình có hai trời thành đạo đó, che vô mà bạn, hai trời thành đạo thôi. 300 km/h rồi. Nốt. Nốt nốt nốt. Đó, thấy ghê chưa? Lái tốc độ cao luôn các bạn ơi. Dễ gì mà ăn được mình các bạn. Máy pha tốc độ này dễ gì ăn được mình. Dạ, ôi dạ, ôi dạ, ôi. Giỡn hoài. Đó, tay đồ F1 chuyên nghiệp các bạn. Ôi ơi, giỡn cái tôi sao được các bạn ơi. Giỡn cái tôi sao được. Ui dạ. Đó, cắt chưa các bạn. Cắt chưa. Phải xem cái tập này các bạn ơi. Đó, cỡ này mới được. Ủa. Lên 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 tới đỉnh các bạn ơi. Đây rồi. Ui, có chiếc xe gì ở đây đây. Ôi, sao lại có xe này ở đây? What happened? Tại sao có một chiếc xe đậu giữa đường này mà xe có kiếm lâm nữa? Ôi, chuyện gì đã xảy ra các bạn? Chiếc xe tên là TH132. Ôi, 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 bình tĩnh man, bình tĩnh. Ôi, bạn cũ mà. What are you idiots up to, huh? Miss, this is a sham chest, America. Это предназначено судьбою. Sứ mệnh kéo cãi gì? Которая может совершить геноцид и назвать это волею Божьей. Fella can't speak two words of English, but he knows this is the best country. Jesus. Hey. Hey, what's that? Illegals ruining the place. Come on. Come on, let's go. Let's go. Get in. Rachen. Bắt giữ nghi phạm gì vậy? Nghi phạm nào các bạn ơi? Giỡn hoài. Ủa nôn 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 nôn. You still got that stun gun? Good man. Hey. Ây, giỡn chơi mà giỡn chơi. Ôi ơi, nghi phạm gì đây? You two are completely local. Tội tên tội phạm gì đây các bạn ơi? Tên tội phạm mà... Tên tội phạm Trái Châu gì đây các bạn? Ê ê ê ê ê ê. Tên tội phạm này mình bắt không? Bạn tên ông 1 phút 30 giây là tên tội phạm này mình tính dễ với mình liền. Nè 30 giây thôi. Lụm 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 lụm. Xuống mày ơi. Trời ơi. Ê bí xế các bạn ơi. Bí xế các bạn ơi. Chạy chứng tôi ông này ông là gì đó bạn ơi. You could have killed me. Get in a vehicle now. Tỉnh mày ơi, lên xe bạn ơi. Đi ngay, đi ngay. Lên xe bạn ơi. Anh đi. Mình mới làm gì ác bạn, chích đẻ anh đi mà té đập đầu của bạn. Cái đầu máu không? Cái đầu máu không? Khổ thân. À, anh đi đâu có tội lỗi đâu bạn. Trời ơi, đội trong chung với đội từng gia biên giới luôn bạn. Hôm nay mẹ, ôi anh đi tự leo luôn sao luôn bạn, tự giác dữ. Good work boys. Ừ, tự giác dữ nữa. Now head for the cement factory. We have reports of more illegals working over there. Where are you taking me? Nghĩ sao ta đưa F1 mà bắt lại quỷ này bạn. This is time for you to go home to Mexico. À, đi này giống biên giới vượt biên các bạn ơi, vượt biên qua bên Mỹ chơi. This is my home. Vượt qua bên Mỹ đi chơi cái giờ bắt cho nó dễ mà. Well, let me see that. Công an nè. Ôi 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 ôi. Chụp xe lại bạn ơi.
You won't get away with this. Lão xong rồi, lão xong lát mày vụ đó. You want to report me? Are you sure this old man's a threat to American freedom? Sure as hell. Thầy đuổi em một lái gì này quê chết rồi. Sure as I've ever been about anything. Jesus, you're a real fuckwit. How'd you get your hands on this patrol car? I'm a proud park ranger, my friend. Lại bạn ơi, về xe lớn bạn ơi. Tao lái chuyên nghiệp phải ve vô bạn ơi. Ve nhẹ vô cái. Đây, nhẹ vô cái bạn ơi. Ôi, không may vậy. Xuống, ê, xuống rồi, lâu. Có đối tượng đang trốn đi nã các bạn ơi. Dừng lại, đừng cho em giới đây. Ê ơi, xin lỗi. Chúng ta đang đi làm vụ nên cần gấp. Oh, look at him. Where's the moral code, huh? Half the country's on spring break, while the other half murdering each other for cocaine. How do people like you still exist? Ở đây chi đuổi tội phạm mà tụi bay có thể nào nói mày tập trung hơn. Coi chi đuổi được không mấy đứa này. Ôi, phê không, lái xe về phê chưa? Đó, đỉnh cao cây cao luôn mà, đỉnh cao, lái xe phải như vậy. Ôi má, chơi cua ba, chơi chạy đừng hẳn mà cua lại. Khốn nạn. Ôi, chơi gì mà chơi đang chạy xe mà cua lại, chơi vậy không im bạn ơi. Chơi vậy không quân tử các bạn, không im mà chơi không mà xanh chín với mình bạn ơi. Chơi lái xe lại đua đường thẳng. Rồi, mấy chơi công công và quẹo này là mình cho mà lụm hết các bạn. Chơi công công và quẹo, à tới nhà tù luôn rồi, cho đi tù luôn bạn ơi. Bắt bỏ tù hết. Ôi ơi. Đục tôi, tưởng đục tôi chứ. Dừng lại các bạn tôi ơi, dừng lại đi. Dừng lại đi, một miếng. Don't let the other one get away. Trời ơi, chiếc viên đã động rồi. Trời biết chiếc viên đã động không? Civil Border Patrol. Rồi chiếc viên đã động không? Ok, tay các bạn, nhìn tay các bạn. Chạy. Okay, okay. Let's go, buddy. You come with us. Yeah. Underlay. Come on, move. In the vehicle. Chạy lại bạn ơi, nhanh bạn ơi. Move or I will zap you again. Ơi, nó còn bình. Okay. Crazy ơi, lẹ bạn ơi, leo vô gốc bạn ơi. Tranh thủ đây. Không tranh thủ, tôi động thủ đó. Đó, tranh thủ. All right, fellas. Leo ăn sao bạn ơi, còn thằng nữa. Còn thằng mà bắt ngã xe bạn, nó xỉu luôn mày ơi. Này mày xỉu 8 tiếng sau mới tỉnh à. Ôi thắng lại. Ê ơi, trời ơi thắng mày ơi. What? Go car, go now. Thành niên này đúng là số còn sống đó bạn. Số chưa chết, Go, ok. Bắt được rồi. Bắt được rồi bạn ơi. Well, good work everyone. Thanks for the help, Trevor. You're a fine patriot. We'll take it from here. Ôi má đuổi ra khỏi xe luôn, kỳ cục cho ta. Chơi bời kỳ vậy ta. Kỳ ta. Ok, mình đã giúp tụi nó bắt được những nghi phạm là vượt ngục rồi nha mọi người. Chứa gọi là chốt ngục, chốt tù các bạn ơi. Cái này là mấy niên gọi là vượt biên các bạn ơi, vượt biên giới rồi á. Sống chưa giống nhũi đó. Thì còn một nhiệm vụ chữ C nữa nha mọi người, để mình làm nhiệm vụ nó, nhiệm vụ chữ C này rồi mình chắc mình chạy tới nhiệm vụ chữ C coi nhiệm vụ gì nha mọi người. Ôi có nhiệm vụ gì đây bạn ơi, có chuyện gì bạn ơi. Ôi có một bãi cướp, bọn biker dám mày đi cướp trực giữa đường mày ơi. Má tụi mày, mày chết với ông để ông sử dụng tay không bắt cướp đó bạn. Ông không được bạn ơi, sẽ chọi tiếng vô xe nó bạn. Chọi tiếng ra, ơi nó bắt súng bạn, thuốc đạn không được vậy. Bảy bạn, chọi tiếng cái xe đó bạn. Ấy à, nó bắn mình luôn bạn. Trời ơi, tay không bắt cướp bạn ơi. Đây rồi, chọi pháo sáng vô xe nó cho bạn, cho tụi nó tưởng là trời bơm. Tụi nó trốn, giả lập mấy đạn, đó, chọi dội vô đánh dấu các bạn. Ấy à, giả lập mấy đạn. Ôi, ôi không được các bạn ơi, chiến thuật này không được rồi. Ta phải sử dụng một vũ khí mạnh hơn. Mình sử dụng cái súng này. Ôi. Dừng lại bạn ơi.
cái sụp này mà bắt tầm này không hiệu quả rồi, mình phải kiếm chỗ nào mình nấp cái. Mình đã chạy chạy qua rồi mình sẽ đột kích lên. Các bạn nó bẻ cua các bạn, bẻ cua rồi. Mày tưởng ui, bình tĩnh mày ơi. Hay rồi. Đến lúc phiên hành động xuất hiện rồi, phiên hành động nè. Cài đạn cái chứ. Phiên hành động nè, đó. Hai phát đổ xuống xe các bạn, tụi nó nghênh chiến mình kìa. Ây da. Nó bắn chúng mình các bạn ơi. Nó bắn chúng tôi má ơi. Má ơi mấy má này. Chị gì vậy? Có quân chị gì đó bạn. Trời ơi mày dơ. Dơ giấy, dơ giấy. Có quân chị gì nè, có quân chị gì. Có quân chị gì nè các bạn. Có quân chị gì nè. Vô đây với chúng tôi. Không biết tôi lại sao. Không biết tôi lại sao. I can't get rid of you, sons of bitches. Không biết tôi là ai sao. You can give my regards to Johnny. Tôi là mày gọi mang tên là sát thủ Kevo. Mày mày đáng phải ăn một dao mày ơi. Đáng phải ăn một dao. Đáng phải ăn một dao. Đáng phải ăn một dao. Đáng phải ăn một dao nè. Vẫn chơi với tôi hả bạn? Trời ơi. Rồi nó cướp được gì bạn? Nếu lấy được đồ mắt bạn có thể giữ lại hoặc trả lời đi đỉnh thưởng. Ok. Cướp được người hôm nay che vô hành hiệp chữ nghĩa các bạn, mặc đồ nhìn giống hiệp sĩ các bạn, hiệp sĩ được phó các bạn ơi, nào được hiệp sĩ được phó đó, đi mà giúp đỡ người dân bạn, lần đầu tiên mình đi giúp đỡ người đó các bạn, không lần đầu tiên che vô bạn giúp đỡ người giúp nhiều các bạn mà người ta không biết cảm ơn không là chuyện nha các bạn, giúp đúng người đúng việc đó, lần đầu tiên đi giúp người đó các bạn, cảm giác rất là hạnh phúc. Hạnh phúc gì mình đến mình có thể lãnh hưởng được các bạn, đó là hạnh phúc của mình, nhưng mà lãnh hưởng được gì nha bạn, coi lãnh được gì đó, để coi sau này có đi giúp người đâu. Ôi tôi đây bạn ơi, đây tôi giúp ông đây. Respect man, above and beyond. Peel off a few notes for yourself. Biểu anh một trời ơi. I don't thank me. I'd have tried to kill all anyway. Sao mình bị trừ 108 đô? Ủa, ơi vẫn chơi hoài chú. Sao tôi bị trừ 108 đô? Biếu ghi kỳ ra gọi luôn, tôi đặt tét vô xe chú luôn, tôi không biết đâu. Đó. Đó, ok, tôi trả ơn chú nè. Thì chú trả ơn tôi, chú trả ơn tôi bằng cách chú lấy của tôi 108 đô á. Hay lắm. Hay lắm các bạn ơi. À, mình biếu chú cái bánh tét các bạn. Để thời điểm nào thích hợp mình sẽ cho chú nó đi ngắm gà khóa thân mọi người. Ngang sạch trái cây nha bạn. Bánh sạch trái cây mọi người ơi. Ôi, mắc mới gì bị tội. À, quang quá, quang quá. Quang quá, bao đại nhân ơi. Quang quá, bao đại nhân ơi. Quang quá. Quang quá, bao đại nhân ơi. Good. Quang quá, bao đại nhân ơi, bao đại nhân. Ê, bao đại nhân đâu ra đây, đứa da bạn. Bao đại nhân ở khắp mọi nơi. Uầy, quả xanh tô đẹp thật sự. Đó, chạy xe chắc chơi không được. Ây, trời, dập dại chết luôn các bạn ơi. Cuộc sống đưa đẩy, dòng đời đưa đẩy đi đủ đường ha. Chà, ok, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây các bạn ơi. Tại bây giờ là 4:00 chiều rồi mọi người. Để mình up clip xong, mình tranh thủ, mình ra làm cái vlog cho bạn. Để còn sớm bạn nắng, sớm nó còn đẹp các bạn, còn quay được. Mình sẽ làm hành trình vlog nha mọi người. Nên các bạn nhớ để lại một like và subscribe nha. Khi nào mình ra video các bạn nhớ vô comment nhiệt tình trong một tiếng đầu nha, mình sẽ trả lời hết comment của mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Nhớ để lại một like, subscribe, đồng hồ đăng ký kênh của mình cũng như một like cho series GTA 5 bị khoái mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.